Thầy sẽ củng cố cho các em kiến thức bài học ngày hôm nay thông qua 3 cách xác định giao của hai tập hợp trên trục số và cách xác định hợp của hai tập hợp, cách xác định hiệu của hai tập hợp xác định bằng trục số các em nhé. Các em quan sát vào đây. Một là cách tìm giao của hai tập A và B. Để tìm giao của hai tập hợp A và B để biểu diễn ở trên trục số thì chúng ta làm như sau này: biểu diễn các tập hợp A và B trên trục số, được chưa? Gạch bỏ các khoảng không thuộc A và các khoảng không thuộc B. Đó, thì cái phần còn lại trên trục số mà cái phần không bị gạch bỏ thì chính là kết quả của A giao B. Đó chưa? Ví dụ tìm giao của hai tập hợp đoạn từ âm 3 đến 4 và khoảng từ âm 1 đến 5. Đó, thì các em vẽ trục số ra. Rồi, thầy vẽ trục số rồi nhá. Bây giờ ví dụ thầy lấy đây là điểm 0, được chưa? 0 này. Thì đây âm 1, âm 2, âm 3. Đấy, chúng ta có thể chỉ cần ký hiệu các cái điểm quan trọng thôi, được chưa? Âm 1 đến âm đến 5. Đây, âm 1 đây, âm 1, được chưa? 5 đây, 1, 2, 3, 4, 5. Đây là 4 này, đây là 5 này. Đấy. Thì cái đoạn từ âm 3 đến 4, chúng ta biểu diễn đoạn từ âm 3 đến 4, được chưa? Âm 3. Đây, âm 3 này đến 4 này. Đấy. Đây chính là tập A, các em rõ chưa? Đây chính là tập A. Tiếp tục chúng ta gạch bỏ đúng không? Sau đó chúng ta gạch bỏ. Rồi. Tiếp tục chúng ta biểu diễn tập B là khoảng từ âm 1 đến 5. Âm 1 đến 5 đây. Âm 1 đến 5 đúng không? Hoặc tròn. Đấy. Sau đó chúng ta gạch bỏ đúng không? Gạch bỏ này. Gạch bỏ này. Đó. Đấy. Vậy thì cái phần còn lại trên trục số là cái phần mà không bị gạch là kết quả của A giao B. Như vậy, kết quả của hai cái tập này giao với nhau chúng ta thấy chính là nửa khoảng từ âm 1 đến gì nhỉ? Đến 4 đúng không? Từ âm 1 đến 4. Vậy chúng ta có kết quả đó là đoạn từ âm 3 đến 4 giao với khoảng từ âm 1 đến 5. Kết quả nửa khoảng từ âm 1 đến 4. Được chưa? Âm 1 đến 4. Hai là cách tìm hợp của hai tập hợp A và B. Thì chúng ta làm như sau là ta tô đậm các khoảng của A và các khoảng của B, được chưa? Không gạch bỏ bất kỳ khoảng nào trên trục số nhá. Đầu tiên là tô đậm các khoảng của A và các khoảng của B, không được gạch bỏ bất kỳ khoảng nào trên trục số. Đây. Sau đó thì mới gạch bỏ các khoảng không được tô đậm, chưa? Gạch bỏ các khoảng không được tô đậm. Thì lấy kết quả các khoảng tô đậm, lấy kết quả các khoảng tô đậm thì được kết quả là A hợp B. Ví dụ tìm hợp của hai cái tập sau đây: nửa khoảng từ âm 3 đến 1 và nửa khoảng từ 0 đến 4. Đây, các em biểu diễn trục số như này. Giả hạn tôi lấy đây là 0 nhá. 0, đó. Âm 1, âm 2, âm 3. Đây là âm 3. Đó, âm 3, chưa? 1, 2, 3, 4. Đây là 1 này. Đây là 4 này. Đầu tiên chúng ta biểu diễn cái tập hợp này chưa đã. Nửa khoảng từ âm 3 đến 1, chỗ này là ngoặc vuông đúng không? Đó. 1 ngoặc tròn đúng không? Đây 1 này, đó chưa? Đấy. Sau đó tiếp tục là biểu diễn nửa khoảng từ 0 đến 4. Đây là ngoặc gì nhỉ? Ngoặc tròn. À ta tô đậm trước đã nhé các em nhé. Tô đậm trước đã. Các em có thể dùng phấn màu. Phấn màu cho nó dễ nhìn. Tô đậm. Đó. Nửa khoảng từ âm 3 đến 1. Rồi. Rồi chúng ta tô đậm. Tô đậm, được chưa? Tô đậm. Đấy. Đấy là cái nửa khoảng từ âm 3 đến 1. Tiếp đến, chúng ta biểu diễn là nửa khoảng từ 0 đến 4. 0 đây. Đấy. Đây là 0 nhá. Đấy. 0 đến 4 này. Ngoặc vuông này. Ngoặc vuông. Đấy. Sau đó chúng ta tô đậm. Tô đậm. Tô đậm khoảng từ 0 đến 4.
Được chưa? Đấy, tô đậm khoảng 0.4. Tiếp đến là chúng ta gạch bỏ các khoảng không được tô đậm. Vậy các khoảng không được tô đậm ở đây chính là cái phần này đúng không ạ? Đấy, phần này gạch bỏ. Gạch bỏ này. Phần này nữa gạch bỏ, đúng chưa? Gạch bỏ. Đấy. Thế thì thế thì hợp của hai tập này nó chính là cái khoảng tô đậm. Giờ khoảng tô đậm đấy em nhìn vẽ đây. Đấy, khoảng tô đậm nó bắt đầu từ điểm này nó kết thúc đến điểm này. Đây, nó liền này. Khoảng toàn bộ cái đoạn này bị tô đậm. À, như vậy thì hợp của hai tập này đấy, chính là giai đoạn từ âm 3 đến 4 đúng không? Đến âm 3 đến 4. Như vậy chúng ta có kết quả là nửa khoảng âm 3 đến 1. Đấy. Hợp với nửa khoảng từ 0 đến 4. Ra là đoạn từ âm 3 đến 4. Được chưa? Đấy, âm 3 đến 4. Đấy là cách xác định hợp của hai tập hợp. À, 3. Chúng ta sẽ tìm cách xác định hiệu của hai tập A và B. Để xác định hiệu của hai tập A và B thì các em cách làm như sau này. Tô đậm các khoảng của A và gạch bỏ các khoảng của B. Được. Tô đậm các khoảng của A, gạch bỏ các khoảng của B. Sau đó gạch bỏ luôn các khoảng chưa được tô đậm hoặc đánh dấu. Phần tô đậm mà không bị gạch bỏ thì chính là tập hợp của hiệu A và B. Đây, ví dụ tìm hiệu của hai cái tập này. Khoảng từ âm 2 đến 3 và khoảng từ 1 đến 5. Vậy chúng ta biểu diễn cái tập A và tập B đã, được chưa? Thầy lấy đây là 0 nhá. 0. Mốc gốc là 0, được chưa? Âm 1 này, âm 2 này, âm 2. Đó. Âm 2. 1 này. 1 này. 2. 2 3 4 5. Được chưa? Vậy ta biểu diễn nhá. À, 3 nữa đúng không? 1 2 3. Nói chỗ này là 4 này. 1 2 3 4 5. 1, 2, 3, đây là 3. Đó. A chính là khoảng từ âm 2 đến 3. Vậy ta vẽ vào đây. Âm 2 đến 3. Được chưa? Đấy là A. Đấy. Ta tô đậm vào. Đúng không? Tô đậm vào. Tô đậm vào. Tô đậm vào khoảng của A. Đấy nhá. Từ âm 2 đến 3. Chưa? Bây giờ ta xác định B nhá. B. Khoảng là từ 1 đến 5 đúng không? Rồi, 1 đến 5. 1 đến 5. Đây đúng không? Gạch bỏ các khoảng của B. À, tức là em phải gạch bỏ cái khoảng từ 1 đến 5. Gạch này. Gạch này, gạch này, gạch này, gạch này, gạch, gạch. Được chưa? Gạch bỏ nhá. Rồi. Tiếp đến là gạch bỏ luôn các khoảng chưa được tô đậm hoặc đánh dấu. Thế thì chúng ta thấy này. Các khoảng mà chưa được tô đậm hoặc là đánh dấu gạch chéo như này, như là cái khoảng này, đây, chính là đây và đây. Chúng ta gạch bỏ nhé, gạch bỏ, gạch bỏ, gạch bỏ. Dạ. Vậy thì cái phần còn lại, tức là phần tô đậm mà không bị gạch bỏ, thì chính là kết quả của hiệu hai cái tập này, là chính là phần này. Dạ. Vậy kết quả chúng ta thu được là gì? Hiệu của khoảng trừ 2 và hiệu của khoảng từ âm 2 đến 3 và 1 năm là chính là đây. Đấy, như vậy chúng ta sẽ có kết quả là âm 2 3 trừ đi 1 5. Kết quả bằng âm 2 đến gì các em nhỉ? Chỗ này chúng ta điền dấu gì? Chỗ này nhá, chúng ta chú ý này, cái chỗ điểm 1 này này, nó đang ngoặc tròn. Đấy. Thế thì cái phần mà còn lại thì chỗ này em phải dùng dấu ngoặc vuông nhá, bởi vì chúng ta tính cả cái điểm 1 này nữa. Như vậy cái chỗ này là 1 và ngoặc vuông. Như vậy hiệu của hai tập hợp này chính là nửa khoảng từ âm 2 đến 1. Được chưa? Rồi, như vậy là thầy đã giới thiệu với các em bài học ngày hôm nay. Đấy, về các cái tập hợp số này, cách xác định giao hợp cũng như là hiệu của hai tập hợp trên trục số. Các em về các em ôn tập lại bài thật kỹ.
có thể là ứng dụng và làm được bài tập tốt hơn, cũng như là để chúng ta có thể là có kiến thức nền tảng tốt này để học các bài học tiếp theo nó nhẹ nhàng và nó đơn giản hơn. Rồi, thân ái chào các em, hẹn gặp lại các em ở buổi học ngày hôm sau.